900k một bộ bàn set như thế này. Không không không, mọi người đã lầm rồi. Một bộ bàn set như thế này nó lên đến giá trị là vài củ nha, vài củ. Và khi chúng ta cắt chữ CNC như thế này thì mọi người hãy cung cấp cái thông tin cho em là giá trị nó sẽ cao hơn cái bộ full thép hộp đây nha. Còn 900k mọi người muốn mua 900k bao vận chuyển thì bên em gia công phôi nha, gia công phôi khung chăn hai bên để cho các anh em thợ mua về tự gia công. Dạ, khung chăn hai bên nha. Còn nếu mọi người không thể gia công được, có thể mình mua về tại địa phương đưa cho các anh em thợ biết hàng là có thể làm được cái bộ bàn cái set thông minh như thế này nha, rất đơn giản. Đấy, mọi người có hai phương án lựa chọn, một thì mua thành phẩm bên em, hai là mua khung chăn bằng cái set bên em. Đây và đây là cái phôi chăn hai bên 900k đây mọi người ơi. Đã. Đây 900k, đây 900k chỉ có hai cái phôi chăn hai bên nè mọi người. Đây mọi người lưu ý nha, chứ không phải là một bộ bàn nha. Nhiều người rất là nhầm lẫn rồi về mua về hỏi tại sao là anh mua anh mua cái phôi là không có cây gắt ngang qua. Thì xin phép mọi người ra đây là em gia công phôi là em gia công cho thợ. Đây, gia công cho thợ, em chỉ gia công hai cái phôi như thế này nha. Còn mọi người muốn mua hoàn thiện sản phẩm á, thì nhắn tin vào là mua hoàn thiện sản phẩm bàn ghế xếp thông minh. Đấy, nếu mà hoàn thiện sản phẩm thì nó lên hàng củ đồng chứ không phải là vài trăm ca nha mọi người. Tất cả sản phẩm bên em là bao vận chuyển miễn phí giao hàng toàn quốc cho mọi người. Đây.